Để đầu tiên, Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trần Sang Keyboard. Và đồng thời xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay cho Trần Sang xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng luôn bên cạnh, cũng tặng cho Sang những cái like. Thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng đó của tất cả cô chú anh chị. Rồi thì trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay thì Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học viên là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video để mà khi Sang giao bài là chúng ta sẽ nhận được liền, tránh những cái trường hợp là bị trôi bài hoặc là chúng ta nhận thiếu bài ha. Đó là một vài thông báo mà Sang thông báo cho tất cả các anh chị học viên. Rồi trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học viên mới là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video để mà khi Sang giao bài là chúng ta sẽ nhận được liền, tránh những cái trường hợp là bị trôi bài hoặc là chúng ta nhận thiếu bài. Rồi thì cái nội dung của bài giảng ngày hôm nay, Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị học viên, tất cả các anh chị học viên mới cái cách mà chúng ta tự tạo cho bản thân mình một cái khả năng tự học ha. Bởi vì đa số chúng ta là sao, đa số chúng ta là đi làm ở cơ quan, ở công ty, ở những cái hãng, thì chúng ta không có nhiều thời gian để mà chúng ta đi đến những cái trung tâm chúng ta học. Thì tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể tự học ở nhà nếu như chúng ta học theo cái, chúng ta học đúng cái phương pháp. Thì hôm nay Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị học viên cái cách mà chúng ta học theo cái phương pháp của Trần Sang, hay cái cách mà chúng ta tự học. Rồi thì Sang sẽ quay cái video gần lại đây, gần lại các màn hình để mà Sang hướng dẫn cho tất cả các anh chị học viên. Rồi các anh chị chờ Sang một tí xíu nha. Rồi Sang vừa di chuyển cái camera gần lại màn hình của cây đàn để mà hướng dẫn cho tất cả các anh chị học viên cái cách mà chúng ta tự học cho dễ ha. Thì để thực hiện cái bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn vào trong cái phần bài tập MIDI ha. Trong cái phần bài tập MIDI thì trong cái bộ dữ liệu Sang gửi cho là tất cả các anh chị học viên á, thì chúng ta bao gồm bài tập MIDI ha, rồi cái bút test, cái vocal tiếng hát ca sĩ để mà mình thực tập đệm cái style để chúng ta học. Và trong đó một cái phần mà để chúng ta tự học ở nhà đó chính là cái bài tập. Đây là cái kho báu mà Sang dành cho tất cả các anh chị học viên ha. Thì đây là bởi vì để Sang dành cái thời gian để mà Sang làm cho tất cả các anh chị học viên, để mà các anh chị có thời gian anh chị tự học ở nhà. Sang ví dụ như là Sang chọn một cái bài tập MIDI thì Sang sẽ hướng dẫn cho lớp cái cách khai thác kho báu này như thế nào ha. Thì chúng ta, tất cả các anh chị chúng ta cố gắng, chúng ta chú ý 5-10 phút để mà chúng ta làm cho đúng ha. Ví dụ như là chúng ta chọn vào trong cái bài qua nở về đêm đi, ví dụ như là Sang hướng dẫn cái cách mà chúng ta trong cái chương trình học là tính tới thời điểm hiện tại là chúng ta đã học 70+ bài rồi. Thì ví dụ như là cái bài qua, chúng ta muốn học cái bài qua nở gì đêm thì chúng ta bài chọn bài qua nở gì đêm, rồi sau đó chúng ta chọn vào trong cái nút score bên tay trái nè, nó sẽ hiển thị lên cái màn hình đây. Thì đó, cái kho báu nằm ở đây. Thì quan trọng là chúng ta phải đọc cho được cái bản đồ để mà chúng ta tìm cái kho báu. Cái bản đồ ở đây là sao? Thứ nhất là chúng ta nhìn vào trong màn hình của cây đàn, cái màn hình của cây đàn nó sẽ có gì, nó sẽ có, chúng ta sẽ đọc được thứ nhất là bài 78 trong chương trình của Sang dạy, bài qua nở gì đêm. Cái bài này là Sang thâu là solo và phần điểm hát, tempo là 88. Ở đây nó có nốt nhạc ha. Và trong đây là cái phần ghi chú của Sang. Ví dụ Sang ghi chú là style gumba nam hát tông đô thứ, nữ hát son thứ, intro là sử dụng guitar thùng. Đó, ở đây nó có cái nốt nhạc, chúng ta bấm nút play cho nó chạy nè. Này, chúng ta nhìn vô đây, ví dụ như là mi nè, mi fa mi son la là la thứ nè, pha là vô pha trưởng nè. Đó, chúng ta nhìn đây nó có ký hiệu hết nè. Đó, đồ đê, đồ pha mi, đê mi là mi trưởng nè, pha mi gửi đồ si là sợ pha mi đê mi, chín tư một đêm là vô la thứ nè. Nó thì tương tự như chỉ chúng ta học như này, để Sang chỉ cho câu lót guitar cha bên dưới nè, câu này nè. Đó, có nghe không nè, Sang nè, nghe lại câu lót guitar cha nè. Thì Sang ghi chữ này câu lót guitar tra bên dưới, tức là sao, phía trên là solo note và phía dưới là Sang sẽ cho cái câu lót. Ví dụ la đố rề mi la son la nè, câu lót nè, chúng ta nhìn vô đây thì có ký hiệu nè, và chúng ta bấm play tiếp.
chú ý nhìn cái câu lót ha. Đó, bài thơ là mi hứng ha. Chúng ta cố gắng mà học hợp âm cho chắc ha. Nè, câu lót ghi ta cha dùng chung nè. Nó đã ghê đâu là sọt là ha. Ghê thứ sáu bao gồm ghê pha la si nè. Có ghi có gạn chân nè. Câu này câu lót nè. Pha ghê mi nha. Câu lót ghi của string đó. Mi ri rồi qua rê. Si pha mi 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 từ mi chương la qua la nè. Nè, kết string nè. Rồi từ từ sang chỉ cho cách chúng ta tự học. Dùng voice saxophone nè. Đó, chúng ta dùng voice saxophone là sang ghi chữ áp dụng chung là sao? Tức là cái kỹ thuật đó là chúng ta áp dụng cái kỹ thuật lót đó, lót mà ví dụ như là cái câu hát người ta hát cái câu đó mình lót lại chàng câu đó luôn mà dùng gì? Dùng voice saxophone sang ghi nè. Ghi hết trơn luôn. Từ từ sang chỉ tiếp. Câu này áp dụng về chủ âm nè. Do si do mi là sang ghi nè. Do si do mi là câu này áp dụng về chủ âm lại, tức là áp dụng về chủ âm la thứ đó. Thì mới muốn gặp những cái bài nào group 3 đó thì chúng ta khách nó hát về chủ âm la thứ đó thì chúng ta áp dụng cái câu đó, chúng ta áp dụng vô ha. Rồi hay tương tự như vậy là chúng ta học cho kết bài luôn ha. Chúng ta học để kết bài luôn. Rồi sau khi mà chúng ta học như vậy là cái bài này chúng ta rút ra được cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ học solo note, nó có cái note ha. Cái thứ hai nữa là nó có cái hợp âm. Và cái thứ ba nữa nó phân ra cái ô nhịp rất là rõ ngay chỗ nào. Phách nè, phách nè, phách nè, phách nè, phách một nè ha. Nó phân ra cái phách. Và cái thứ tư chúng ta sẽ biết được là cái tông. Và cái thứ năm chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ biết được cái tempo bao nhiêu. Nó ghi cái tempo nè, nó ghi chữ rõ ràng luôn nào. Và tại chúng ta không chịu nhìn không để ý thôi. Ghi này nè, tempo 88 nè đó. Và cái thứ sáu đặc biệt là rất là quan trọng, đó là cái phần trên là solo note, phần dưới là phần điểm. Điểm có nốt gì nó có hiển thị ra hết. Ví dụ như là chúng ta biết cái nốt này là nốt mi, hoặc là ký hiệu chữ pha, chữ F là pha. Ví dụ như nhiều anh chị chúng ta không biết đó, chúng ta chọn set up nè. Chúng ta bấm vào nút set up và sau đó chúng ta chọn nè. Chữ đô nè, fix đô nè, chúng ta chọn ok. Là lúc này chữ mi nó ghi nguyên chữ luôn, pha ghi nguyên chữ pha, mi ghi nguyên chữ mi luôn. Không biết anh chị nhìn rõ không đó. Chúng này nó không ký hiệu nữa mà nó ghi nguyên chữ luôn. Đó thì tương tự như vậy. Thì chúng ta ví dụ chúng ta không biết thì chúng ta chọn là ABC, nó sẽ ký hiệu ABC thôi. Như vậy là từ đó chúng ta rút ra được bài học, đó là trên màn hình của cây đàn chúng ta hoàn toàn có thể học được hết ha. Tất cả thì học viên chúng ta hoàn toàn có thể học được hết. Quan trọng là chúng ta có biết khai thác hay không thôi. Chúng ta có biết khai thác những cái đàn, những gì mà cây đàn nó mang lại cho mình hay không thôi. Nó có rất là nhiều chức năng rất là hay, mà quan trọng là tại vì chúng ta không chịu khai thác đó. Đang thì qua bài giảng này sẽ mong muốn là tất cả thì học viên chúng ta cố gắng chúng ta khai thác đúng với những cái giá trị mà cây đàn nó mang lại cho mình ha. Rồi tiếp theo sau khi mà chúng ta học xong rồi, bắt đầu Sang sẽ hướng dẫn cho lớp cách mà chúng ta tự điểm. Đó, chúng ta tự điểm là sao? Tự điểm là tức là chúng ta mở cái vocal, chúng ta chọn vào trong cái vocal MP3 nè. Thì trong đây vocal đó chính là cái tiếng hát của ca sĩ. Cái tiếng hát của ca sĩ, ví dụ như là chúng ta học bài Qua Nở Về Đêm đi. Thì chúng ta xoay vòng tròn này, chúng ta tìm bài Qua Nở Về Đêm nè, của Lệ Quyên nè. Nha, chúng ta chọn bài Qua Nở Về Đêm. Thì trong bài Qua Nở Về Đêm nó ghi Qua Nở Về Đêm, Lệ Quyên rồi Tâm Son Thứ. Tâm Son Thứ tempo là 89. Thì chúng ta chỉnh theo cái tempo là 89 thôi. Chúng ta chỉnh theo tempo 89 nè. Ví dụ như là chúng ta chỉnh nè tempo 86, 87, 88, 89 nó. Sang chọn nè, sang chọn cái style rumba nè. Tại vì Sang biết cái bài này Qua Nở Về Đêm là rumba rồi. Cái tempo 89 thì chỉnh lên 89 rồi. Tâm Son Thứ, ví dụ như Sang đánh là thứ thì Sang transpose trừ 2 xuống thì nó ra là Tâm Son Thứ. Như vậy thì cái vấn đề bắt đầu là chúng ta mở lên nó chỉ có cái giọng hát ca sĩ thôi. Một đêm ha, nó không có cái nhạc. Như vậy thì khi chúng ta học xong rồi bắt đầu chúng ta thực tập vô, ví dụ như là truyền từ một đêm là chữ đêm chúng ta vô hợp âm phải không nè, chuẩn bị nè. Đêm nha. Chúng ta đi hợp âm thôi. Đó. Thì chúng ta như vậy là chúng ta sẽ thực tập cho đến cuối cái bài luôn. Như vậy là chúng ta học xong thì chúng ta học xong là chúng ta sẽ bắt đầu gì? Chúng ta bắt học xong là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thực tập liền ha, chứ không phải là chúng ta học xong mà chúng ta không thực tập. Chúng ta không thực tập thì chúng ta sẽ bị quên ha. Ví dụ với một cái vấn đề nữa, đôi khi là chúng ta không lẽ là chúng ta nhờ anh chị chúng ta hát bài, chúng ta nhờ anh chị hát bài thì hát lần được, hát hai lần được, nhưng mà hát qua lần thứ ba là bắt đầu mệt
ha, chúng ta không thể nào nhờ được. Nhưng mà khi mà chúng ta chúng ta sử dụng cái phần này để chúng ta thực tập tới luôn, chúng ta có thể có ưu điểm gì chúng ta, đó là chúng ta có thể thực tập nhiều lần. Chúng ta thực tập không phải 3 lần mà chúng ta 4 lần, 5 lần chúng ta cũng được. Quan trọng là lớp phải cố gắng chúng ta luyện tập. Rồi, thì ở đây là Sang, nói chung là Sang cố gắng, Sang làm những cái để mà hy vọng là lớp phải cố gắng chúng ta khai thác, chúng ta học, Sang hướng dẫn kỹ hết. Những gì mà Sang làm thì Sang hướng dẫn kỹ hết, thao tác lớp phải chú ý. Rồi, Sang nhắc lại một lần nữa, trong bộ giọng ca sĩ, trong cái bộ là vocal MP3 này, tiếng hát ca sĩ này, chúng ta nhớ chúng ta phải vô đúng cái hợp âm cho em nha. Vô sai là vô không được. Ví dụ như là chuyện từ một đêm là chữ nào vô? Vô hợp âm, chữ đêm. Đêm nha, đêm nè. Đó. Đấy, chắc đêm âm em. Thấy sao đêm âm em không? Nè. Trời đều bởi hơn, bởi hứng nè. Mi nè, mi nè. Xót xì, xót mi nè. Ghê biết là đồ làm, là thứ nè. À, là vừa là thứ vậy đó. Thì tương tự thì chúng ta đi xem cho hết bài luôn. Đó. Trên sông tâm tình là son trưởng nè. Chuyển qua đô trưởng nè. Như vậy thì chúng ta sao? Chúng ta sau khi mà chúng ta học xong cái phần mà lúc nãy Sang hướng dẫn đó, phần solo note như phần hợp âm lúc nãy Sang cho hết rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng. Sau khi chúng nhớ là phải học theo trình tự, chúng ta học thuộc rồi, bắt đầu chúng ta mở lên cái tiếng hát của ca sĩ vocal MP3. Hồi nãy Sang nói đó, chúng ta mở lên chúng ta thực tập. Và sau khi mà chúng ta thực tập xong rồi, sau khi mà chúng ta thực tập xong rồi thì bắt đầu là chúng ta thực tập tới những cái bài khác. Chúng ta thực tập tới những cái bài khác. Ví dụ như là trong đây nó có rất là nhiều bài mà Sang hy vọng lớp sẽ cố gắng chúng ta luyện tập. Ví dụ như là cái bài Áo Mới Cà Mau. Áo Mới Cà Mau nè. Nghe nói Cà Mau sao. Hoặc là chúng ta Sang hy vọng lớp sẽ cố gắng luyện tập những cái bài này. Bởi vì chúng ta đi đồng xu tập rất là nhiều bài Cảm Ơn của Đăng Nguyên nè. Bài Cảm Ơn của Đăng Nguyên này là Cánh Thư đó, bài đó đó. Chúng ta mở lên chúng ta điểm thôi. Rồi tương tự như vậy, chúng ta tập bài Cát Bụi Cuộc Đời, Cây Cầu Dừa, Chiều Sang Ga, Trăng Tình là Sang đã hướng dẫn rồi nè. Bài này Sang hướng dẫn rồi. Chúng ta mở cái solo bọt lên ha. Hoặc là chúng ta nhở mở solo sợp lên, chúng ta đánh Chờ Đông nè, Chút Kỷ Niệm Buồn ha, Chiến Tàu Hoàng Hôn, Chuyện Qua Sim, Chuyện Vàng Thiên Lý. Nói chung là Sang hướng dẫn sơ một lần những bài nào mà Sang đã giảng rồi, để Sang nói sơ qua để lớp chúng ta biết, chúng ta học cho nhanh. Cổ Úa nè, Con Đường Xưa Em Đi, rồi Đắp Mộ Cuộc Tình, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Hai chúng ta chọn, và chúng ta xây trong tròn này nè. Đoạn Tuyệt, Đường Tím Bằng Lăng, rồi Duyên Hồng, Duyên Phận, Giả Từ nè. Ví dụ bài Giả Từ giảng rồi nè. Chẳng đơn coi đó. Ví dụ như là chúng ta, ví dụ như là nó hát bài Si Gián Thứ thì chúng ta sao? Cộng 1 lên. Nó tempo 82 thì chúng ta chỉnh lại 82 thôi, nó có ghi hết nè. Sang làm đây những gì mà Sang đã đo kỹ hết rồi. Sang đây là những gì mà Sang, ví dụ như là một bài hát thì Sang làm khoảng từ 30 đến 4 đến 45 phút cho một bài hát. Như thế này thì Sang đã đo rất là kỹ rồi, thực sự là táp cái tempo nè anh chị. Táp rất là cực. Nên là Sang hy vọng là lớp phải cố gắng học cho kỹ những gì mà Sang đã dành cái tình cảm của mình, Sang đặt vào hết vào trong đây, thì lớp phải cố gắng chúng ta học ha. Rồi thì phải ngoài ra thì ngoài những cái bài giải tự nó cũng qua nói về đêm nó rồi nè, còn chúng ta xây vòng tròn nè, chúng ta xem những cái bài phía sau ha, rất là nhiều, thì chúng ta cố gắng chúng ta luyện tập Tình Tra, hoặc là những cái bài này thì chắc Ai Vô Tình đâu nè, Vì Đó Là Em Với Người Trên Đời Có Non, Ước Nguyện Đầu Xuân nè. Ví dụ như là xuân sắp tới thì chúng ta xem những cái bài Ước Nguyện Đầu Xuân này chúng ta học. Rồi thì đó là cái cách mà Trần Sang hướng dẫn cho lớp ha, hy vọng là tất cả các chị học viên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để chúng ta luyện ha. Rồi thì trong quá trình học thì phần nào chưa rõ thì lớp cứ hỏi lại em ha. Rồi thân mến chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả các bạn.